Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, kể từ sau khi đội tuyển Iraq từ chối đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vì lo ngại những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã rất nhanh chóng tìm được quân xanh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Kyrgyzstan được lựa chọn để thay thế. Đội bóng Trung Á này chính là gương mặt lạ lẫm ở sân chơi châu lục, danh tiếng thua xa so với đội tuyển Iraq. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhưng với cấp độ trẻ hơn là U23 thì tuyển trẻ Việt Nam cũng đã từng chạm trán với Kyrgyzstan tại ASIAD 2014. Ở trận đấu đó thì U23 Việt Nam đã thi đấu rất hay và giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Vũ Minh Tuấn trên chấm đá phạt 11m. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan thì lại là đội tuyển không thể bị xem thường. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của những chú chim ưng trắng được xem là một trong những hiện tượng thú vị nhất của bóng đá châu Á 5 năm qua. Phải nói rằng là Kyrgyzstan là một đội bóng mạnh và cũng được xếp vào nhóm hạt giống số 2 ở tại vòng loại World Cup 2022 giống như là đội tuyển Việt Nam. Xét ở trên bảng xếp hạng FIFA, Kyrgyzstan hiện đang xếp thứ 96 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Tổng điểm của đội bóng vùng Trung Á này là 1.240 điểm, thua Việt Nam 18 điểm. Kyrgyzstan là một nền bóng đá non trẻ. Khi mà những cầu thủ kỳ cựu được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển như là Nguyễn Tuấn Mạnh hay là Nguyễn Trọng Hoàng chào đời, thì bóng đá Kyrgyzstan còn chưa xuất hiện ở trên bản đồ thế giới. Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan ra đời vào năm 1992 và trận đầu tiên của đội tuyển nước này là thất bại 0-3 trước Uzbekistan tại giải vô địch Trung Á vào ngày 23 tháng 8 năm 1993. Đó cũng là trận thua cho thấy sự non nớt và báo hiệu giai đoạn hình thành đầy khó khăn của những chú chim ưng trắng. Không có đủ cơ sở vật chất để tổ chức các giải quốc tế, liên tiếp các năm 1993 và 1994, Kyrgyzstan chỉ có thể tham dự những cái giải giao hữu với tư cách là khách mời. Nền bóng đá kém phát triển của họ toàn thua trước Uzbekistan, Tajikistan hay là Iran. 20 năm sau khi chào đời thì Kyrgyzstan vẫn là một đội bóng nhược tiểu ở Trung Á, xếp sau những đối thủ hàng xóm như là Uzbekistan, Tajikistan hay Turkmenistan. Ngoại trừ năm 1997 thi đấu ở vòng loại World Cup thì tuyển quốc gia Kyrgyzstan cũng chưa bao giờ đá quá 6 trận trong một năm dương lịch, thậm chí là có năm họ không đá trận nào. Trước năm 2010, Kyrgyzstan vẫn ở đâu đó ngoài top 200 trên bảng xếp hạng FIFA. Hạ tầng bóng đá phát triển là thứ không thể tìm thấy ở Kyrgyzstan. Trận đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 1.000 khán giả. Theo như giám đốc kênh Kyrgyz Sports Channel, đến năm 2016 thì Kyrgyzstan mới chỉ có duy nhất một kênh truyền hình thực sự là quan tâm tới bóng đá. Thế nhưng mà sự trỗi dậy mạnh mẽ của Kyrgyzstan những năm gần đây thì thật là đáng chú ý. Kyrgyzstan thiếu đi thứ gia vị quan trọng nhất để xây dựng một đội tuyển quốc gia hùng mạnh, đó chính là tình yêu bóng đá. Ở tại quốc gia Trung Á này, bóng đá đứng sau vật, judo hay là bộ môn cưỡi ngựa. Một đội tuyển chỉ đá 38 trận suốt 20 năm, tỷ lệ thắng là 26,3%, có thể lọt được vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019, khiến cho Hàn Quốc, Trung Quốc hay là chủ nhà UAE phải khổ chiến. Bước ngoặt của bóng đá Kyrgyzstan xuất hiện vào năm 2012 khi mà huấn luyện viên Sergei Doriankov đã đề xuất chương trình nhập tịch cầu thủ. Thay vì đặt niềm tin vào các cầu thủ bản địa, Kyrgyzstan nhập tịch hàng loạt những cái tên đang thi đấu ở giải ngoại hạng nước này. Khi mà cầu thủ Tây Phi đầu tiên là Olawale Sunday tới đây thì trong mắt anh Kyrgyzstan không có gì ngoài tham nhũng tràn lan và luật pháp lỏng lẻo cả. Thế nhưng sau thời của Sunday thì quốc gia nghèo khó ở Trung Á lại dần dần trở thành miền đất hứa với những cầu thủ châu Phi. Nhiều người trong số đó đã nhập tịch và cùng xây dựng nền móng đội tuyển như là David Tete, Aliad Ari hay là Dalian Tago đều là thuộc gốc Ghana hoặc là cầu thủ Makakum sinh ra ở Cameroon. Tất cả tạo nên một Kyrgyzstan thăng tiến thần tốc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Krestinin thì chim ưng trắng đã trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2018 thành công nhất trong lịch sử với vị trí thứ 3 ở vòng loại thứ 2. 4 chiến thắng sau 8 trận, gần bằng 1/3 số trận thắng của 20 năm trước cộng lại, giúp cho Kyrgyzstan đã tạo ra vị thế mới. Trong đó thắng lợi 1-0 trước Jordan của Tây Á hôm 17 tháng 11 năm 2015 chính là chiến công lịch sử. Kyrgyzstan cũng tự hào khi họ xếp trên đội tuyển Tajikistan, đội láng giềng đáng ghét từng áp đảo họ suốt 2 thập kỷ vừa qua. Sau trận thua 1-2 trước đội tuyển Australia vào hôm 16 tháng 6 năm 2015 thì các cầu thủ Kyrgyzstan được đối đãi như là người hùng. Cổ động viên reo hò nhảy múa chụp ảnh kỷ niệm cùng với cầu thủ. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình của bóng đá Kyrgyzstan. Cuối cùng thì môn thể thao vua cũng đã có chỗ đứng ở tại quốc gia này, không kém cạnh so với judo hay là môn đua ngựa. Giám đốc kênh Kyrgyz Sports cũng đã chia sẻ rằng chúng tôi đã từng đá đúng 5 hay 7 trận trong 3 năm, để rồi hôm nay Kyrgyzstan nuôi mộng World Cup và Asian Cup. Một hệ thống phát triển bóng đá theo chiều dọc được xây dựng với những nguyên tắc nhất quán đã tạo ra nguồn lực lớn. Giờ thì bóng đá trẻ và các đội tuyển trẻ Kyrgyzstan đều được tạo điều kiện phát triển. Những thứ tinh hoa nhất sẽ chảy vào đội tuyển quốc gia. Kyrgyzstan đã phổ cập giải ngoại hạng trên YouTube. Bóng đá không còn là điều xa lạ ở đất nước non trẻ này. Nhờ có thành tích, bóng đá Kyrgyzstan được cổ vũ phát triển, đầu tư để tái lập thành tích cao hơn. Khoảnh khắc mà cầu thủ Vitali Lux lập cú hat-trick giúp cho Kyrgyzstan đè bẹp Philippines với tỷ số 3-1 để chính thức tiến vào vòng 1/8 Asian Cup sẽ còn được cổ động viên bóng đá nước này nhớ rất lâu. Tại vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan đang xếp nhì bảng và một lần nữa đứng ở trên láng giềng đáng ghét là Tajikistan. Họ chỉ chịu xếp dưới người khổng lồ Nhật Bản mà thôi. Tháng 9 năm 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới đã hỗ trợ Kyrgyzstan số tiền là 120.000 đô để sắm xe buýt riêng giúp cho các câu lạc bộ di chuyển thuận lợi hơn. Giữa nơi đồi núi cao nguyên này, cái nghèo còn hiện hữu, song khó khăn không cản được sức sống bùng cháy mãnh liệt của bóng đá Kyrgyzstan. Hiện tại thì Kyrgyzstan đang xếp thứ 2 ở tại bảng F vòng loại World Cup 2022 sau 2 chiến thắng và 1 trận hòa và 1 trận thua. Đó là một thành tích khá tốt của một đội bóng đến từ Trung Á này, nhất là khi họ rơi vào một bảng đấu có những ông lớn như là Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. Ngoài ra đội bóng này cũng có một số cái tên nổi bật đang thi đấu ở một số quốc gia như là Belarus, Đức hay là Bangladesh. Nhờ lợi thế về thể hình, thể lực, Kyrgyzstan có lối đá thiên về sức mạnh và theo thiên hướng Latin đậm tính biểu diễn. Mặc dù sở hữu các tiền đạo có chiều cao tốt lên đến 1m87, nhưng Kyrgyzstan lại ít có những tình huống treo bóng bổng từ hai biên vào trong. Thêm nữa là đội bóng này thường chơi phối hợp ở trung lộ rất tốt, rồi dùng kỹ thuật khéo léo của mình để qua người và xâm nhập vòng cấm, dứt điểm từ xa ở khoảng cách khoảng 20m. Tại Asian Cup 2019, Kyrgyzstan chính là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành vé vào vòng 1/8 cùng với Bahrain, Oman và đội tuyển Việt Nam. Được đá giao hữu quốc tế với quân xanh chất lượng như vậy sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam thu được nhiều bài học bổ ích, như là hàng thủ và hàng tiền vệ của Việt Nam sẽ phải tìm mọi cách để ngăn chặn đối thủ, phối hợp ở trung lộ cũng như là không để đối thủ qua người một cách dễ dàng. Ngoài ra hàng thủ của Kyrgyzstan cũng chỉ ở mức trung bình, cho nên nếu như chơi tốt và hiệu quả thì các chân sút của đội tuyển Việt Nam như là Tiến Linh hay Hà Đức Chinh hoàn toàn có thể ghi bàn và giúp cho đội nhà giành chiến thắng, qua đó tạo tâm lý hưng phấn trước khi tái đấu với Malaysia ở trên sân khách. Trận đấu với Kyrgyzstan có ý nghĩa rất quan trọng và là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang Seo rà soát lại đội hình và chiến thuật trước khi mà tuyển Việt Nam trở lại với vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với chuyến làm khách đến Malaysia vào ngày 31 tháng 3. Trong thư phúc đáp Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Sirikop, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan đã gửi lời cảm ơn lời mời của VFF, đồng thời khẳng định là sẽ cử đội tuyển hạng A sang Việt Nam để thi đấu giao hữu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Ông Sirikop đã nhấn mạnh rằng trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển Kyrgyzstan nhằm hướng tới trận đấu kế tiếp gặp tuyển Myanmar tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Trận đấu giao hữu quốc tế này dự kiến là sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 ở khu vực phía Nam và địa điểm diễn ra trận đấu này vẫn đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cân nhắc tổ chức ở tại sân Thống Nhất hoặc là sân Bình Dương. Theo như kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo thì huấn luyện viên Park Hang Seo cũng sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 23 tháng 2. Trước đó thì trợ lý Lee Yong-jin sẽ sang Việt Nam và có buổi làm việc sớm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và phòng các đội tuyển quốc gia để chuẩn bị kế hoạch cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong năm nay. Khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo tới nơi thì ông sẽ ngồi lại với lãnh đạo của VFF, thống nhất lại các kế hoạch. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ dành phần lớn thời gian của tháng 3 để theo dõi các trận đấu tại V-League. Ban huấn luyện của đội tuyển cũng đang lên phương án theo dõi các trận đấu của Malaysia, của Indonesia và UAE. Đây chính là 3 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó thì huấn luyện viên Park Hang Seo dự định sang Việt Nam từ ngày 15 tháng 2, tuy nhiên do hệ thống giải chuyên nghiệp bị lùi lịch cho nên ông Park cũng lùi ngày sang Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park Hang Seo vẫn thường xuyên trao đổi qua email và điện thoại để việc điều hành các đội tuyển vẫn được đảm bảo. Tới ngày 31 tháng 3 thì tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trên sân khách và đây được xem là trận cầu bản lề quyết định vận mệnh của tuyển Việt Nam ở tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như thắng trận này thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo coi như là đã nắm 90% cơ hội đi tiếp. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 3 tại miền Nam và đội tuyển đang dẫn đầu tại bảng G vòng loại World Cup 2022 có 11 điểm hơn chính Malaysia ở vị trí kế tiếp với 2 điểm. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.